Sốt Sen Tạm Tạm xin chào các bác. Video này Sốt Tạm Tạm tiếp tục làm video đó là gửi hàng cho bác Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt chiếc Peter Sleeper phun lửa 5R7000. Thì bác Hồng sau một thời gian tìm hiểu dòng xe đạp đua thì đã tin tưởng đến Sốt Tạm Tạm và đặt chiếc xe đạp Peter Sleeper bản phun lửa 5R7000. Hiện tại chiếc Peter Sleeper bản phun lửa 5R7000 đang Sốt Tạm Tạm bán giá sale trong tháng 9 chỉ còn 17.700.000 đồng, tặng kèm giá nước, điện thoại và số hôm nay làm video đóng hàng chiếc Peter Sleeper bản 17.7 gửi cho bác Hồng ở Hồ Chí Minh. Thì các bác nào có nhu cầu mua xe đạp đua, xe đạp Peter, xe đạp thể thao, xe đạp gian thì alo trực tiếp online 0933521886 để làm hồ xe, có truy cập website xe đạp 8.vn. Bây giờ đi bóc thùng và đóng hàng gửi cho bác Hồng ở Hồ Chí Minh. Toàn bộ chiếc xe của anh Hồng đặt ở thành phố Hồ Chí Minh, bên em đã lắp lên. Bây giờ em sẽ đi review chi tiết cho bác xem cấu hình của chiếc xe đạp này. Thì chiếc xe Peter Sleeper bản 1.5R full R7000 thì thiết kế khung carbon 18K các bác nhé. Carbon 18K. Các bác có thể lên website của hãng là peterbuy.com để xem, hoặc truy cập website xe đạp 88 BM. Thì chắc chắn phần khung này khung 18K, bảo hành của hãng là khung 5 năm, phụ tùng 1 năm. Tem của xe sử dụng tem phản quang, đây là màu bạc đó nhé. Còn ngoài ra xe sử dụng bộ chuyển động đằng trước là Shimano 1.5R7000 này, bộ đề sau là Shimano 1.5R7000. Các bác có thể nhận biết bằng hai cái tay này ở mã bên cạnh. Nếp của xe sử dụng 11 tầng nếp, xích xe sử dụng xích IBN, đùi đĩa là 1.5R7000, đùi đĩa R7000 các bác này, các bác xem này, 1.5R7000 này. Đây là bộ group full 1.5R7000. Xăm nút của xe dùng nút xăm nút Maxi Seria, vành là vành ghép chốc bích, tem phản quang 4.5cm này, củ phanh là củ phanh 1.5R7000. Đây các bác xem ở mã góc này nhé. Còn cọc yên là cọc yên carbon này, yên là yên titter da mềm. Đây là màu bạc, màu bạc rất là đẹp. Còn bô tăng của xe dùng bô tăng đúc, bô tăng đúc nhôm titter. Tay đề sử dụng tay đề nắc Shimano 1.5R7000. Còn củ phanh trước là Shimano 1.5R7000. Phuộc và xe dùng phuộc carbon 18K đi theo xe. Mayer là Mayer Retrobeck cá lổ, nó cũng có tem phản quang thôi nhá. Đây là tem phản quang Mayer cá lổ. Xe sử dụng cốt rỗng thôi nhá. Cốt rỗng thì các bác để xem bên này này. Đây, bên này là cốt rỗng. Và mở khóa nhanh, Mayer là Mayer Titter cá lổ. Đây là toàn bộ chiếc xe của anh Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt, thì bên em đã lắp lên, kiểm tra cấu hình và đóng hàng, thì sẽ đóng hàng gửi đi cho bác để trong hôm nay. Thì bác nào có nhu cầu mua xe alo trực tiếp hotline 0933522186 để làm mẫu xe, một chiếc cầu website xe đạp 88.vn để biết thông tin chi tiết về các mẫu xe này. Bên em bán hàng online rất là nhiều nên các bác cứ đặt hàng qua số điện thoại 0933522186 để đặt hàng, hoặc đến trực tiếp các showroom bên số 88 để xem xe đua. Cảm ơn các bác đã xem video.